Chiếc ô tô đậu trên đường ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương bị kẻ trộm đập kính, lấy đi số tiền 50.000 đô la Mỹ. Tối qua, một người đàn ông đậu ô tô 4 chỗ trên đường 30 tháng 4, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một. Khoảng 22 giờ, khi quay lại xe thì phát hiện cửa kính bị đập nát. Kiểm tra thì thấy số tiền lớn đã bị mất. Theo nạn nhân, kẻ trộm đã lấy đi 50.000 đô la Mỹ trong xe. Ghi nhận tại hiện trường, xe ô tô đậu sát bãi đất trống trên con đường khá đông người qua lại và được coi là khu trung tâm sầm uất bậc nhất của tỉnh Bình Dương. Thời điểm trước khi vụ việc được phát hiện thì trên địa bàn có mưa lớn kéo dài.